Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị, Tân Hoa Xã đưa tin ít nhất 123 người thuộc 37 gia đình tại làng Đan Hai, huyện Quang Linh thuộc tỉnh Quý Châu đã bị chôn vùi dưới đống bùn đất. Nửa quả đồi cạnh làng đã sụt lở, Tân Hoa Xã dẫn lời một quan chức huyện Quang Linh cho biết. Các nhân viên cứu hộ đào bới đống đất đá để tìm người sống sót. Truyền hình Trung Quốc chiếu cảnh các nhân viên cứu hộ đào bới đống bùn đất khổng lồ bao phủ làng Đan Hai và cho đến đêm hôm qua vẫn chưa tìm thấy nạn nhân nào còn sống sót. Các quan chức Quang Linh thừa nhận hiện chưa thể xác định được con số thương vong. Tân Hoa Xã dẫn lời anh Ken Chao Yang, một dân làng, kể anh kịp chạy ra khỏi nhà khi nghe tiếng đất lở ầm ầm. Tôi đã cố hô hoán lên nhưng đã quá muộn, anh bàng hoàng kể. Tôi nhìn thấy một số người chạy sau mình bị đất đá vùi lấp. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã kêu gọi các đội cứu hộ nỗ lực hết mình để giải cứu những người còn sống sót và ngăn chặn những vụ tai nạn tương tự tại các khu vực xung quanh. Do đất đá ngổn ngang, ô tô không thể đi vào làng Đan Hai, nên các đội cứu hộ phải đi bộ 5 km mới đến khu vực xảy ra lở đất. Mưa to vẫn đổ xuống, khiến hoạt động cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Các quan chức huyện Quang Linh thừa nhận, những người bị chôn lấp rất ít có cơ hội sống sót. Theo Trung Quốc Nhật Báo, trong nhiều ngày qua, mưa lớn liên tục đổ xuống các tỉnh miền Đông, miền Trung và miền Nam Trung Quốc. Tính đến nay, mưa lũ đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 70 triệu người. Chưa tính đến số người chết trong vụ lở đất hôm qua, đã có ít nhất 235 người thiệt mạng và 100 người mất tích do mưa lũ và lở đất. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra ở Quý Châu trong những ngày tới. Trung Quốc cũng vừa ra thông báo khẩn cấp yêu cầu các quan chức địa phương khởi động phản ứng cấp cao nhất khi thời tiết cực đoan xuất hiện. Sau khi tỉnh Hà Nam ở miền Trung nước này hứng mưa lũ, khiến ít nhất hơn 70 người chết. Theo hãng tin Tân Hoa Xã cho biết, thông báo trên được Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia của Chính phủ Trung Quốc đưa ra. Họ yêu cầu các quan chức địa phương chuẩn bị tốt hơn để đối phó với thời tiết cực đoan. Một khi các tình huống bất thường như thời tiết cực đoan xuất hiện, các quan chức phải kiên quyết khởi động ngay lập tức phản ứng khẩn cấp cấp cao nhất. Nên tạm ngừng các lớp học, dừng sản xuất và kinh doanh, tạm ngừng giao thông vận tải, đóng các đường hầm và những địa điểm dễ ngập lụt. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia của Chính phủ Trung Quốc yêu cầu. Cơ quan trên nhấn mạnh, chúng ta phải bỏ đi bất kỳ suy nghĩ nào về chuyện sẽ có may mắn. Hãy khắc phục tình trạng trì trệ và tránh bỏ lỡ những cơ hội quan trọng. Làm hết mức để bảo vệ mạng sống và của cải của người dân là điều quan trọng nhất. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia của Chính phủ Trung Quốc yêu cầu các quan chức địa phương tăng cường công tác bảo vệ an toàn các cơ sở hạ tầng quan trọng trong thành phố và thiết lập cơ chế phản ứng nhanh. Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng ở tỉnh Hà Nam vừa qua đã khiến ít nhất 70 người chết, gồm 21 người thiệt mạng khi bị kẹt trong tàu điện ngầm. Mưa lũ tại tỉnh này đã khiến giới lãnh đạo tại các tỉnh miền Đông Trung Quốc đề cao cảnh giác. Với việc các tỉnh thành miền Đông Trung Quốc hứng bão số 4, từ cuối tuần trước, một số quan chức đã ra các chỉ đạo đặc biệt trao cho các nhà vận hành tàu điện ngầm quyền đưa ra quyết định ngay lập tức trong tình huống khẩn cấp, không cần đợi lệnh từ cấp trên. Thưa quý vị, mưa lũ ở Trùng Khánh, Trung Quốc khiến nhà cửa đổ sụp, nước cuốn trôi cả ô tô, cây trồng bị vùi lấp dưới bùn đất, thậm chí còn có thiệt hại về người. Liên tiếp, những cơn mưa lớn đầu tháng này ở thành phố Trùng Khánh, phía Tây Nam Trung Quốc đã gây lũ lụt, sạt lở, làm 8 người chết, 14 người mất tích và gây hư hại nhiều công trình. Theo Cơ quan Phòng chống lụt bão hạn hán ở thành phố Trùng Khánh cho biết, do mưa lớn gây ra lũ lụt nên có hơn 68.000 người bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó có 8 người chết và 14 người mất tích, cùng 26.350 người được di rời khẩn cấp tới nơi tránh trú an toàn. Mưa bão cũng đã làm hư hại 2.151 hecta hoa màu, phá hủy các ngôi nhà và các công trình đường cao tốc ở Trùng Khánh.
thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 13,4 triệu đô la Mỹ. Trang China Daily dẫn thông tin từ Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, nhiều tuần mưa lớn gây ngập lụt đã ảnh hưởng tới gần 18 triệu dân ở 26 tỉnh của Trung Quốc. Tính đến cuối tuần trước, có 974.000 người đã được sơ tán. Hình ảnh được ghi lại vào sáng thứ Hai khi lực lượng cứu hộ làm sạch một cây cầu sau các cơn mưa bão gây lũ lụt ở quận Kiềm Giang, Trùng Khánh. Quan chức Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc Vương Trương Lập hôm Chủ nhật cho biết kể từ đầu mùa mưa lũ, 270 con sông trên khắp Trung Quốc đã chứng kiến lũ lụt trên mức cảnh báo, chủ yếu ở các khu vực Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, Tứ Xuyên, Trùng Khánh và An Huy. Vào ngày Chủ nhật vừa qua, một đoạn video đã ghi lại hình ảnh mưa lũ tràn trực tiếp qua cửa sổ trên tầng của một tòa nhà ở trấn Tam Giang, Chu Kỳ Giang, Trùng Khánh đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, cho thấy sức công phá mạnh mẽ của thiên tai tới cuộc sống của người dân. Nước lũ đã tràn vào tầng 3 của một tòa nhà dân cư rồi tuôn ra khỏi cửa sổ ban công như thác nước sau trận mưa lớn ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Nguyên nhân được xác định do cống thoát nước bị tắc khiến 8 hộ gia đình đã bị ảnh hưởng. Hiện công tác khử trùng tòa nhà đã được thực hiện và sinh hoạt của người dân sẽ sớm được trở lại bình thường. Khu vực miền Nam Trung Quốc đang trải qua tình trạng lũ lụt được đánh giá nghiêm trọng nhất trong 2 thập kỷ trở lại đây. Tờ Tân Hoa Xã cho biết, Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thông báo, tính đến 10 giờ ngày thứ Hai, trận đại hồng thủy số 2 trên sông Trường Giang năm nay đã hình thành tại thượng nguồn của con sông này. Lưu lượng nước đổ về hồ chứa của đập Tam Hiệp hôm qua cũng ghi nhận được ở mức 56.000 m3 trên giây, trong khi đó mực nước ở trạm Liên Hoa Đường trên sông Trường Giang lên xấp xỉ 35,6 m. Theo Tân Hoa Xã, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc hôm Chủ nhật đã phải kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 nhằm kiểm soát tình hình lũ lụt do mưa lớn kéo dài. Hôm trước đó, đập Tam Hiệp đã phải xả lũ lần đầu tiên trong năm nay nhằm giảm áp lực và đảm bảo khả năng chống lũ của đập. Kính thưa quý vị, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã xảy ra ở huyện Shaya, địa khu Asu của Tân Cương, Trung Quốc vào sáng qua. Cư dân mạng Trung Quốc cho biết cảm nhận được trận động đất mạnh ở nhiều nơi tại khu tự trị này. Theo thông tin trên Weibo của Mạng Động Đất Quốc gia Trung Quốc, Mạng Động Đất Quốc gia Trung Quốc chính thức xác định vào lúc 7 giờ 49 phút sáng ngày hôm qua, một trận động đất với cường độ 6,1 độ Richter đã xảy ra ở huyện Shaya, địa khu Asu, Tân Cương. Tâm của trận động đất nằm ở độ sâu 50 km. Tâm chấn cách thành phố Asu 245 km và thành phố Uruki 611 km. Mạng lưới động đất quốc gia Trung Quốc cho biết tâm chấn nằm ở khu vực không có người ở, nhưng các thành phố và quận huyện xung quanh cảm nhận được các chấn động mạnh, đồng thời nhắc nhở các cư dân mạng gần tâm chấn phải chú ý an toàn và cảnh giác với các dư chấn mạnh. Được biết, dân cư trong phạm vi 20 km tính từ tâm chấn rất thưa thớt và hiện chưa có báo cáo về thương vong hay nhà sập. Thông tin trên Weibo của Cục Cứu hỏa Quốc gia Trung Quốc cho biết, sau khi trận động đất xảy ra, các lực lượng chức năng với hơn 1.700 người và các phương tiện chuyên dụng đã có mặt tại tâm chấn, làm tốt công tác chuẩn bị cứu nạn, cứu hộ. Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia cho biết, một trận động đất mạnh 7,9 độ Richter sáng sớm hôm nay đã làm rung chuyển tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc và có khả năng gây ra sóng thần. Cơ quan này cho biết trận động đất xảy ra vào lúc 0 giờ 47 phút sáng với tâm chấn cách quận Maluku Tenggara Barat 150 km về phía Tây Bắc và có độ sâu 130 km dưới đáy biển. Hai ngày sau trận động đất mạnh 5,6 độ tại phía Tây Sơn Đông, cùng với việc khẩn trương thực hiện cứu hộ tại những ngôi làng bị ảnh hưởng, hỗ trợ cho hàng chục nghìn người đi sơ tán nằm trong ưu tiên của chính phủ Trung Quốc. Tính đến thời điểm hiện nay, có 288 người thiệt mạng và hơn 165 người khác vẫn mất tích sau động đất. Tính đến chiều qua, hơn 65.000 người phải đi sơ tán sau trận động đất tại phía Tây tỉnh Sơn Đông. Bộ Điều phối Văn hóa và Phát triển Con người Trung Quốc cho biết, chính phủ đang cố gắng duy trì nơi sơ tán của người dân luôn sạch sẽ và đủ điều kiện vệ sinh. Ngoài ra, người sơ tán cũng cần phải được cung cấp các nhu yếu phẩm cơ bản như thực phẩm, thuốc men và chăn màn. Đặc biệt quan tâm việc đáp ứng nhu cầu và sức khỏe của trẻ em. Bộ Điều phối Văn hóa và Phát triển Con người Trung Quốc đang tiếp tục phối hợp với tất cả các bộ ngành liên quan để đáp ứng nhu cầu của người tị nạn. Hai ngày sau trận động đất, các hoạt động sơ tán vẫn tiếp tục do nguy cơ sạt lở đất. Nhiều người dân vẫn bám trụ trong các lều bạt dựng ở ngoài sân hoặc trên cánh đồng để đề phòng dư chấn. Khi đi thị sát khu vực lở và thăm người dân sơ tán, Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố chính phủ sẽ hỗ trợ cho các nạn nhân và gia đình trong trận động đất, kêu gọi khẩn cấp tiếp cận các khu vực bị lở đất cô lập.
Yêu cầu của tôi là ưu tiên cứu người và sơ tán người dân vẫn đang bị mắc kẹt tại khu vực bị ảnh hưởng. Chính phủ sẽ hỗ trợ cho những gia đình có nhà cửa bị thiệt hại trong trận động đất. Chính quyền khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do động đất cũng ban bố tình trạng khẩn cấp trong 30 ngày tới. Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Trung Quốc kêu gọi cư dân ở các quận lân cận rời khỏi nhà nếu thấy không an toàn và tiếp tục cảnh giác với các dư chấn tiếp theo. Thưa quý vị, mưa lớn tại miền Trung Trung Quốc trong những ngày qua đã gây ra hai vụ lở đất chôn vùi 150 người dân. Mưa lớn xảy ra tại khu vực miền Trung Trung Quốc đã khiến 35 người thiệt mạng, trong khi hơn 196.000 người dân phải rời bỏ nhà cửa. Các quan chức nước này cho biết, lượng mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày đã gây ra hiện tượng sạt lở đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Trong ngày hôm nay, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công 350 người bị mắc kẹt trong các vụ lở đất. Các nỗ lực cứu hộ tập trung vào một thị trấn nằm cách 100 km về phía đông bắc, thủ phủ Thái Nguyên. Tại đây, các cơ quan chức năng ghi nhận có 3 ngôi làng đã chìm sâu trong dòng nước lũ. Trong một cuộc họp khẩn tại tỉnh Sơn Tây, các quan chức thuộc Tổ chức Chữ thập đỏ của Trung Quốc bày tỏ lo ngại rằng số người chết có thể cao hơn con số thống kê chính thức từ phía chính phủ. Cuộc họp cho thấy khoảng 300-400 người có thể đã chết trong vụ lở đất tại Sơn Tây. Trước đó, chính phủ Trung Quốc đưa ra con số 150 người đã được các lực lượng cứu hộ giải cứu khỏi khu vực Sơn Tây, trong khi vẫn đang còn 150 người mắc kẹt trong dòng nước lũ. Trong khi đó, tại Hà Bắc, một vụ lở đất cũng đã xảy ra, cướp đi sinh mạng của 16 người dân. Mưa lũ gây chết người thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc, đặc biệt là trong mùa mưa diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng trước cho tới tháng 9. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.